miền có địa hình, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và văn hóa khác nhau. Hãy cùng Exotic Việt Nam điểm danh một số địa điểm lý tưởng cho hoạt động team building bằng xe đạp như sau. Địa điểm đầu tiên có thể nhắc tới Ninh Bình. Nằm cạnh sông Hoàng Long và không xa sông Đáy, Ninh Bình sở hữu cảnh quan thiên nhiên ngập nước với nhiều khối núi đá vôi sót lại, có nhiều chùa chiền và đền thờ được xây mới hay trùng tu, đồng ruộng và làng mạc co cụm rải rác, nối liền với nhau bằng những con đường bê tông nhỏ xuyên qua đồng lúa. Lao động nông nghiệp trên đồng ruộng tấp nập, nhất là trong mùa vụ tạo những bức tranh quê sinh động. Người tham gia có những khám phá bất ngờ khi tham gia team building bằng xe đạp tại Ninh Bình. Địa điểm thứ hai là Huế. Kết hợp với thuyền rồng trên sông Hương, đi xe đạp tại Huế là hành trình kết nối các điểm di sản kiến trúc cố đô và làng nghề truyền thống. Exotic Việt Nam chọn không gian bờ bắc sông Hương với nhiều lăng tẩm và các công trình kiến trúc vua nhà Nguyễn. Ưu tiên chọn không gian ít du khách và đường làng rợp bóng cây xanh như Hổ Quyền, Lăng Gia Long, Chùa Huyền Không. Địa điểm thứ ba là Hội An. Xe đạp là phương tiện lý tưởng di chuyển trong phố cổ với vô số các điểm khám phá, nhưng không gian ở đây nhỏ nên cự ly di chuyển khá gần và sức chứa mỗi điểm không nhiều. Không gian mở rộng của phố cổ Hội An là đồng ruộng bao la. Các thử thách team building được xây dựng trên giá trị văn hóa truyền thống như làm lồng đèn, trang trí mặt nạ, hát tuồng, làm gốm được thiết kế trên tuyến đường di chuyển. Phú Yên, điểm đến còn mang đậm chất làng quê duyên hải Nam Trung Bộ. Không gian làng chài, ruộng lúa và đầm phá đan xen nhau trong không gian trải rộng hàng chục km chưa bị du lịch hóa, thực sự là sân chơi lý tưởng cho eco team building bằng xe đạp. Thành An Thổ, nhà thờ Mằng Lăng, cầu ông Hổ và hải sản tươi ngon luôn là dấu ấn không thể quên tại Phú Yên. Đà Lạt, trong không khí mát lạnh và tiếng thông reo vi vu tại Đà Lạt, đi xe đạp là hoạt động thật thú vị. Muốn có đường bằng thì chạy quanh hồ Xuân Hương và các thử thách xung quanh cũng hơn chục km. Muốn có đường dốc thì ở đâu cũng có. Chạy quanh phố rồi đến làng Cù Lần cũng vài chục km. Giá trị văn hóa cộng đồng Cờ Ho và các điểm tham quan du lịch tại Đà Lạt như vườn hoa, gà xe lửa, nhà thờ được xây dựng thành các thử thách team building. Phước Hải, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu là rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn sót lại ở Việt Nam, rộng 11.293 ha. Rừng có địa hình tương đối bằng phẳng với núi thấp, cao khoảng 100-150 m ở phía tây và các đồi thoai thoải về phía biển, xen lẫn là các bầu nước. Exotic Việt Nam xây dựng nhiều kịch bản xe đạp khác nhau, trên đường trải nhựa, đường rừng thoáng, đường rừng có nhiều cây thấp, đường cát lún và đường ngập nước tại khu bảo tồn ngay cửa ngõ Sài Gòn này. Đồng Tháp, làng hoa Tân Quy Đông tại Sa Đéc là không gian tổ chức Eco Team Building đi bộ hay đi xe đạp thật lý tưởng. Chạy quanh quẩn quanh làng khoảng 10 km, đâu đâu cũng đều là hoa, hoa ở gần, ở xa, hoa dưới thấp, trên cao, hoa trồng trên đất, trên giàn dưới nước. Mở rộng hơn, Exotic Việt Nam kết nối làng hoa với khu du lịch Sẻo Quýt bằng tuyến đường DT650 trải nhựa hơn 10 km xuyên qua vườn trái cây bạt ngàn của đất cồn Bình Thạnh xanh tươi. Và còn vô số các điểm đạp xe trên quê hương Việt Nam chúng ta, từ đường trải nhựa phẳng phiu đến đường đất đỏ sình lầy. Từ các yêu cầu của doanh nghiệp, Exotic Việt Nam hân hạnh được phục vụ với lộ trình phù hợp.